Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Bữa nay mình chia sẻ đến các cô chú, các anh chị em cái bài dê của anh Hùng ở ấp Dông Bình, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy các bạn. Thì anh Hùng có gửi video cho mình đó các bạn. Thì cũng muốn chia sẻ đến các cô chú, các anh chị em là bốn con dê cái này các bạn ơi. Và dẫn mấy con dê nhỏ nè các bạn. Thì con cái này thì mới đẻ được cái con một con các bạn ơi. Cũng là dê tơ hết nha các bạn. Thì bầy dê này tổng số ký của nó là 155 ký nha các bạn. Thì theo anh Hùng chia sẻ là 100.000 một ký nha các bạn. Thì giá cả mình đưa lên để các anh em tham khảo, và các anh em có nhu cầu mua dê thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Hùng qua số điện thoại mình để trên video đó các bạn. Thì liên hệ trực tiếp với anh Hùng để đến xem dê và lựa dê các bạn ơi. Thì mình chia sẻ lên cho các cô chú, các anh chị em tham khảo. Rồi giá cả và địa chỉ thì mình liên hệ trực tiếp với anh Hùng nha các bạn. Thì cái bầy dê này cũng là lứa đầu hết nha các bạn ơi. Đây có hai con nhỏ, bốn con cái các bạn, và ba con nhỏ này. Bộ mẹ con tơ các bạn ơi, cũng mới đẻ một lứa. Thì các cô chú, các anh chị em nào á có cần mình hỗ trợ chia sẻ bầy dê mình muốn bán hoặc là muốn mua dê giống đó các bạn, thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0979 316 426 để mình hỗ trợ cho các cô chú chia sẻ lên kênh để có nhiều người biết đến cái trại dê của mình để mà tìm đến mua dê giống các bạn ơi. Thì mình chia sẻ lên kênh nè. Thì các cô chú, các anh chị em nào á mà bán được dê hoặc là chưa bán được dê đó các bạn, thì cũng liên hệ lại với mình để mình hỗ trợ xem cái giá có hợp lý chưa các bạn ơi. Nhiều lúc á nó lên xuống á, thì cũng không xác định được lắm các bạn. Thì mình đưa giá lên đây chỉ là cho các cô chú, các anh chị em tham khảo. Còn giá thì cứ liên hệ trực tiếp với người bán nha các bạn ơi. Thì mình cố gắng để đưa cái giá lên thực tế cho các cô chú, các anh chị em tham khảo. Còn các cô chú, các anh chị em thì phải liên hệ trực tiếp đến xem dê và có dự ý với mình hay không, rồi tham khảo lại cái giá với chủ bán dê các bạn ơi. Thì mình hỗ trợ cho các cô chú, các anh chị em để biết cái địa điểm mua hoặc bán dê giống, dê thịt. Rồi video mình chia sẻ đến các cô chú, các anh chị em cái bầy dê của anh Hùng này thì cũng kết thúc tại đây. Thì chúc các cô chú, các anh chị em chăn nuôi dê được phát triển tốt. Rồi hẹn gặp lại các bạn.